nhìn cà tàn tàn ăn chứ chả nhóc. Dạ. Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm qua đi về ngoại được cho mấy con cá, mà cá của con Đạt nó câu chứ không phải là cá mà tác mương nha. Nó câu dưới sông á, nó đi câu ở trong cái gần gần mấy cái bè của người ta. Câu quá trời cá luôn. Câu nhiều lắm hả? Cá mè, cá dồ nữa. Được cho mấy con nay về mình cái mình thấy rau muống nhà với cà nhà nữa là mình ăn nay bữa cơm không tốn tiền. Bữa cơm không đồng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ có làm thêm món cho tốn tiền chơi. Tốn 24.000 là hộp gà nướng. Tính ra hôm nay tốn 24.000 với 2.000 cái ống chích nữa. Cái này mấy người là tôi làm chuyên nghiệp, tôi có cái cây xôm cái trứng luôn. Ừ. Đấy, đây là mấy con cá Đạt nó cho mình nè. Cá mè, cá dồ, những cá này cái gì mình không biết cái gì nữa. Cá trâu chứ gì. Nó câu quá, nó ngồi đây dưới sông nó câu quá. Nên mình muối mình chiên xả mình ăn. Với cà mình nướng. Hộp gà mình nướng luôn. Thêm cái muốn nó canh chua nữa. Cà này không biết ở trong ăn được không anh chú? Có kiểm tra, có kiểm tra thử không? Nay bỏ con trái rồi. Sao quấy này không có sao. Nấu bữa nay ăn canh với rau muống Ấn Độ. Ừ. Dài, canh chua dài. Là hủ tiếu Ấn Độ, còn này rau muống Ấn Độ. Bây giờ mình sẽ ướp vô trong hộp gà để mình đánh lên hồi mình đi hấp đó. Hấp này lâu lắm nha các bạn. Hấp lâu là tại do mình hấp lửa nhỏ. Trong đây mình có cho thêm nửa muỗng bột rau câu nè. Để cho cái hộp gà mình nó được giòn. Như vậy hồi mình còn phải lượt lại. Nửa muỗng rau câu, 2 muỗng nước mắm, nửa muỗng đường và 1 muỗng bột ngọt. Tiêu. Tiêu nữa, à quên tiêu nữa. Nửa muỗng đường. Này mình đánh trứng phải cho nhuyễn nha các bạn. Đánh hồi mình lượt nữa thì nó cái hồi mình xúc mình hấp trứng, trứng mình nó mới được mịn, nó không bị gỗ. Cái này mình lượt khoảng chừng 4-5 lần vậy đó, lượt đến khi mà nó mịn thiệt là mịn. Mình lượt lần này là lần thứ tư rồi đó. Bắt đầu nó cũng mau mịn lại nè. Mình đánh xong rồi mình lượt, lượt xong rồi mình sẽ giờ mình sẽ dùng một cái ống chích á. Cho mình sẽ vô trứng lại. Mình em đi hấp. Lấy ly ra không? Đó, ly nè, có sẵn rồi nè. Có hả? Ừ. Một cái trứng về là không có đâu 3-4 ống vậy á. 4 ống. 4 ống. Trong khi mẹ mình vô thì Trúc đi chiên cá. Nãy thì Trúc đánh quánh đánh trứng thì mẹ đi làm mớ hành. Còn chú Út thì đi núm than này. Nè mẹ.
kết quả là mình làm được 9 trứng nha các bạn. 8 trứng rưỡi à. Trứng này nó bị lưng. Tại vì cái hột gà khi mà còn nguyên trứng thì nó không có đầy. Mới này mình bơm đầy á, nó sẽ còn lại 9 trứng. Này mình bơm lên tới miệng luôn. Bắt đầu để từng ấy vô. Cái này mình hấp trứng mình để không bị bể á, là mình sẽ hấp lửa nhỏ và mình thăm nó khoảng chừng 2 phút mình thăm lần nha. Để mình dở nước nữa hả? Mình dở nắp á. Nhẹ nhẹ chút. Nó để ngã ly. Cà nướng. Trong khi chờ hấp hộp gà thì mình sẽ nướng gà trước. Hôm bữa mình nhổ hành đó các bạn, hôm nay làm mỡ hành nè. Nướng cà thì các bạn nhớ đâm nha. Mớp là chín rồi. Thơm thơm ghê luôn á. Ngọt này ngọt ngất ngây luôn. Cà mới hái trên cây xuống đem nướng luôn. Ngất ngây chùa hương luôn. Nướng cà chín xong rồi mình hấp hộp gà chưa chín nữa các bạn. Hấp lâu lắm, mình không có dám để lửa lớn. Để lửa lớn mà hồi là nó bể trứng nha. Nó vừa hơi nước, khoảng 2 phút mình dở một lần. Các bạn để lâu quá nó cũng bị xì ra nữa. Bây giờ hấp trứng lâu quá mình đi ăn cơm trước đi các bạn ơi. Ăn cơm xong mình đi nướng hộp gà sao. Trứng quá lâu. Mình trang mới hành lên. Đó, đây là cá chiên nè. Cá chiên có gì chút với chiên. Chiên xả ớt. Quá ngon luôn. Cà mới hái vô, hành mới nhổ vô. Cá mới câu lên. Ăn nhiều gì cho ha. Hết luôn đi chú quê. Ăn nhiều đó rồi. Nhiều, ăn nhiều cho nó mập à, chú đừng có để dầu vô, chú để hành á. Nhiều quá mà dầu vô nó ngán. Đây, canh chua thứ dữ này. Rồi, anh cho canh chua chai luôn. Canh chua thứ dữ nữa đó. Canh chua Ấn Độ. Canh chua có bơ hành nữa hả? Canh chua chế. Canh chua Ấn Độ. Nước tương hay nước mắm? Nước tương, ăn cà nước tương. Rồi mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Dùng cơm chứ quên ăn dùng. Ăn đúng rồi. Ăn cũng được mà dùng mà nói tiếng dùng nghe nó hay. Hôm nay bữa cơm không đồng. Tình sợ không các bạn? Quên nữa chứ hôm nay bữa cơm không đồng cả nhà ơi. Sau này hàng sớm cho cà với hành nhà. Cá muốn nhà, gà cá cho luôn, cá với ngoại cho. Rồi mời các bạn dùng cơm nha. Có món cá nhưng mà rau củ rồi nhiều. Ủa sao chanh tương vô trong đó luôn á? Chanh vô luôn á. Chanh vô luôn. Cá thấm nè ngon. Để hết cho luôn. Sao này sợ thanh ca nè các bạn. Nó ngọt ghê luôn, ngọt mà nó ngọt thanh nữa, phải ngọt gắt nha. Ăn cơm xong đi rồi mình sẽ đi nướng hộp gà mình ăn. Canh chua chay. Chú Út đã để món hành vô nữa. Chết nha chú Út. Dạ. Không biết có bị kỵ không nha. Tại xuống miếng không bỏ vô. Đâu có gì không? Nó chơi vậy thôi chứ kỵ đâu kìa. Không phải mình ăn canh chua gì, ăn này nó cũng như trang như nhau. Tại nấu vậy thôi. Cá muối mặn không? Vừa ăn, công nhận muối hay. Vừa ăn là nó... Vừa cái đúng rồi cái tâm. Đúng á, nhưng mà tại không phải là báo là ngay chỗ chuyện có mưa nhưng mà chỗ khác nhỉ? Nó miền Tây mình diện rộng vậy thôi.
hay đói. Ngày hôm nay giờ này là trên thế giới có người chết. Dạ đúng rồi. Này, tôi bói ngay chấp luôn, trong nhà này cũng có giờ này cũng có người chết cả thế giới. Đây là mấy quả trứng mà mình hấp rồi nè các bạn. Trứng này nó còn lưng nè. Là nãy nó không hết thành những cái trứng này nè. Ngon lành không? Hấp lâu dữ lắm luôn á, tiếng máy ngoài á. Mà cứ 2 phút. Cứ 2 phút là mình dở, 2 phút là mình dở. Hồi nãy lúc mà trong khi hấp á, các bạn thấy nó phù ra nè. Còn bây giờ mình để nó nguội rồi cái nó xịp vô. Là nhiệt độ nóng cao nó làm nó nở trứng ra, cho nên mình nướng than mình cũng phải nướng than cũng nhỏ chứ mình để lửa cao quá gần quá cũng bung khỏe trứng á, cho nên nướng mình cũng phải cẩn thận á. Ăn cái món này nó ngon thiệt nhưng mà mình cũng phải cẩn thận đó. Để mình để lên để gà ghìa ngoài thôi. Muốn ăn trứng này thì phải hơi đợi lâu một xíu. Để mình cho các bạn xem hậu quả của nướng mà lửa than hơi cao nè, nó bị nứt, nó nở, nó nứt ra à, nè. Cái này á, mình mới hấp xong ra cái mình nướng đem nướng luôn. Mình không có biết là người ta có thêm là người ta có để nguội rồi ta mới nướng lại hay không, cái đó mình cũng không chưa thử. Nếu các bạn nào có kinh nghiệm cái món này thì hãy cho mình thêm chút tí thông tin ha. Ở này thì mình vừa hấp á, còn nóng á, để mình nướng luôn. Nướng lửa than cao cái đó bắt đầu nó bị bể nè, nó bị phù ra, nở phồng ra. Còn những cái mà hồi nãy mình hấp cái nó bị phù cái đầu ra, bây giờ nó thu rồi, thu nhỏ lại nè, xịt vô nhìn trứng nó đẹp ha. Rồi đây lên bàn ba trứng nãy mình để nó bị bể nè, nứt bể, để lấy ra cho các bạn xem ở bên trong đó, nhìn nó bên trong nè, giống của người ta làm nướng rồi đó nha. Rồi mời cả nhà dùng nha. Ăn cơm xong rồi mình muỗng khỏi muỗng luôn. Mình tét ra mình tét ra chấm luôn. Nghe chanh. Tí quý nhận vô. Có tôi ăn muốn ăn ngang. Tí quý vô. Bật trời té. Nước nó té. Nè nặng không? Đó. Thiếu thiếu cái gì nha. Châu găm con. Châu găm lấy rồi. Cái đó hỏi vậy ok mà lấy không? Thiếu thiếu rau xanh. Ờ thiếu thiếu gì nha. Cái ly này ly không. Ừ. Ly không không. Đây. Nè, trứng này lưng, trứng này bị lưng nè, trứng này nè. Để vậy luôn đi. Trứng này là ấy. Ờ để luôn vậy đi. Nóng quá. Nóng. Không gà nướng. Nè, lăn lứt nè, thấy chưa? Nè. Bạn mẹ là mẹ lột cái miếng kia mẹ. Rồi. Ủa nè, nóng mình nóng hả? Nè, lăn lứt là mình nóng. Mình nấu giống heo gà nấu nha. Ừ. Rồi thử coi. Chưa? Được rồi luôn. Giống rồi. Giống. Giống cái tiệm. Giống gà nướng. Giống người ta đẩy ra bán. Người ta đẩy á. Giống rồi. Nhưng này ngon hơn, mình làm chất lượng hơn. Thì mình đúng rồi đó. Ta đâu có làm đồ này gia vị ngon đâu. Lột chơi chứ nóng quá. Nóng thiệt.
cái này là tại mình nóng mình gấp ăn. Không có nóng mà ăn nó mới ngon á. Nguội nó bị tanh á. Đây này hột gà nhiều. Nhưng chắc hột gà không à. Cái câu vô nhìn nó giòn giòn. Rồi. Cưng nó cưng như cưng trứng vậy đó. Hấp lâu lắm. Chỉ cần mà quên không dở nắp ra là chút. Nó bị nở. Giống là nó phù ra. Nở nó đẩy đi rồi đó. Nè. Giống mình xe đẩy đi rồi đó. Rồi. Mới nó giống mình xe đẩy dính này. Hư rồi. Bị hư. Đó. Cái này để nguội lột cũng bình thường, nó hạ xuống ấm ấm. Ngồi ăn nguội quá để tanh. Cũng có nó hạ xuống ấm ấm. Lý do mà người ta nướng là lại để tầng người ta hâm nóng. Chứ thật sao là cái này là mình hấp là nó chín rồi. Ừ, vậy đó đó. Thì như cái tiêu á, hồi nãy mình để vô sau ha, chứ mình lượt ra thì nó hết tiêu rồi. Nhưng mà cũng còn còn nghe mùi tiêu. Mùi nhưng mà cũng ít nước nó ra. Theo cũng nãy mình lượt xong rồi mình để tiêu vô. Lấy xác hết rồi. Mình lượt rồi mình đã để ha. Quên. Sau này mình sẽ rút kinh nghiệm. Có em hồi nãy em nghĩ là lượt hả để tiêu á, nhưng mà thấy để tiêu rồi lượt cũng được. Nhưng nó cũng có thơm nhưng mà nó không có tiêu nhiều. Thôi bây giờ mình chấm với muối tiêu nè. Ừ. cũng là tiêu. Nhưng mà ở quán nó bán cái bịch muối tiêu quá chật. Chút xíu à. Ừ. Nói chung là các bạn. Hai hột gà nướng đi. Hột gà nướng. Khoai lang nướng. Chục hột hả? 5.000 hột, 50.000, mẹ vốn 24.000. Than. Gia vị. Than 10.000. Than tới 10.000. 5.000 dữ vậy không? Vợ bán 5.000 chứ đâu. Mắc vậy? 10.000 trứng à? 5.000. Mắc 10.000 mắc.